khoanh tay nào, khoanh khoanh đấy, khoanh tay đấy, viết khoanh tay rồi cô bác này. Chú nào, con chào các ông các bà. Con chào mà. Con chào. Quý ông bà. Quý ông bà. Cô chú. Con chú. Anh chị. Anh chị. Đấy, đấy, như thế thì mới ngoan chứ. Khoanh tay nhá. Bây giờ chú bóc cái phần quà cho nhá. Con cảm ơn ông đã vì những bộ quần áo cho con. Con ạ, con chúc ông thật nhiều sức khỏe. Quý ông bà. Quý ông bà. Cô chú anh chị. Cô chú anh chị. Trong thời gian qua. Con chào là cô. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào nhà của em Quân và đi và kèm theo thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của một anh ở dưới Hà Nội thì cũng có gửi cho cháu Lực. Và hôm nay thì cháu Lực mới nhận được cái phần quà này, thì nhận được thì cháu Lực sẽ lên chào cho em Quân cùng ông bà luôn cô bác. Bây giờ thì lại một cái vụ mùa mới của bà con ở trên này là chuẩn bị thu hoạch lúa rồi cô bác này. Thời tiết hôm nay thì có vẻ thay đổi rồi cô bác. Có thể là nó đang giao mùa từ mùa hè sang mùa thu, cho nên là có kèm theo là một chút không khí lạnh rồi cô bác ạ. Hôm nay thì lên nhà thì không biết là có gặp em Quân không. Hay ngôi nhà của em Quân thì được nằm sau cái bụi chuối ở trên kia này cô bác. Và thời gian vừa qua thì cũng được rất là nhiều quý ông bà, cô chú anh chị là quan tâm tới hoàn cảnh của em Quân cùng gia đình. Hay bé Hiếu thì thấy cháu Lực xuống đây thì cũng đã xuống đây đón cháu Lực rồi. Văn tóc từ bé à? Hả? Văn tóc từ bé ai à? Đấy. Hôm nay thì có vẻ là đi học với cô bác, cho nên là em ấy rất là vui vẻ này. Chỉ là thấy cháu Lực lên thì xuống chạy xuống đón cháu Lực luôn. Quân đi đâu rồi hả? Ây rồi, đi cẩn thận chứ. Đi 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 cẩn thận này. Này. Ấy 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 ấy. Ây, đi cẩn thận chứ. Đi đi. Nào, đi cẩn thận nào. Vân đây tóc xứ Vân ra Hiếu. Hả? Hả? Buồn quá. Tóc thứ 21 á? À. Thứ 2 chứ phải á? À. Bé Hiếu thì chưa biết nói tiếng Kinh cho lắm cô bác ạ. Hôm nay thì mới đi học có hôm đầu thôi. Bé Hiếu thì trong thời gian này thì cháu Lực cũng bảo em Quân cùng các cô giáo sẽ kèm cặp em ấy rất là nhiều, cho nên là em ấy vẫn còn có vẻ là chưa biết nói chuyện mấy cô bác ạ. Một em bé mà cả bố lẫn mẹ là đều bố thì đã mất đi rồi cô bác, còn người mẹ thì cũng rất là vô tâm bỏ lại bé Hiếu và với lại sống bỏ lại bé Hiếu và đi lấy chồng mới sao rồi cô bác ạ. Dân lo. Dân lo, dân chua quá hợp đó. Đó, cô bác. Ờ, này, cắm này, cắm này. Đấy, cầm đi vào nhà đi. Đấy, cầm đi vào nhà. Đấy, cầm đi vào trong nhà đi. Phải nói là bé rất là tội luôn cô bác. Bé thì còn rất là nhỏ, chẳng biết ra cái chuyện gì mà đang xảy ra nữa. Bây giờ thì em ấy hỏi bảo là bố đi đâu rồi. Thì em Quân đều có điều trả lời là bố đã đi làm để lấy tiền mua sữa rồi. Đấy, đi cẩn thận nhá. Đấy, đi lên đi. Đấy, cái thùng quà này thì cũng rất là nhẹ thôi cô bác. Trong thì chắc là cháu Lực nghĩ là cái quần áo để gửi cho bé Quân. Đấy, đi vào nhà đi. Ôi, không ai ở nhà hả? Mình có được dân mà. Không ai ở nhà. Anh Quân đi đâu rồi? Anh Quân đi đâu rồi? Rồi, nào lấy ghế cho chú. Đấy, đấy nào, ra đây chú ngồi. Đấy, bé Hiếu thì biết lấy cả ghế cho chú, biết lấy cả ghế cho cháu Lực rồi. Nào ngồi đây nào, ngồi đây, ngồi đây, đấy, ngồi đây với chú nào. Đấy, anh Quân đi đâu rồi? Hả? Nào, nào, nào chú dậy nào, khoanh tay chú dậy. Đấy, khoanh tay vào, nào ngồi im, tí chú cho bánh, ngồi im khoanh tay nhá, khoanh tay như này nhá. Nào ngồi im, khoanh tay như này.
Đấy, có vẻ là biết khoanh tay một chút rồi cô bác nào. Khoanh tay nào. Khoanh khoanh đấy, khoanh tay. Đấy, biết khoanh tay rồi cô bác này. Hôm nay cô Văn này tóc sửa ra. Đấy, đi học rồi đúng không? Thứ hai chứ phải á. Bé vừa trả lời là thứ hai mới đi được cô bác này. Nhưng mà đi được hai hôm rồi đấy. Có khóc không? Đi lớp có khóc không? Khoanh khoanh tay, khoanh tay. Con chào nào. Nào nào chú dậy nào. Con chào. Nào ngồi im. Con chào. Con chào đấy, khoanh tay. Nào nói bây giờ nói theo chú nhá. Con chào. Con chào. Có vẻ là phải tập thêm một thời gian nữa thì bé Hiếu mới biết là nói chuyện được. Anh Quân lấy cỏ ở tận đâu? Hả? Lớp bị Quân hỏi nhà đi ra. Petit dinner ra. Petit dinner ra. Có vẻ là sau một cái quãng thời gian mà cháu Lực lên thì bé Hiếu cũng đã biết là khoanh tay và niềm nở với cháu Lực là nhiều hơn rồi cô bác. Hôm nọ thì do là bố cũng vừa mới mất đấy cô bác, là có thể là em ấy có một cái linh tính nào đấy nhìn trông rất là nhút nhát và rụt rè, và thời gian này thì em ấy cũng đã dần thay đổi đi rất là nhiều rồi. Đấy, khoanh tay nào, khoanh tay đấy, khoanh tay chú bảo khoanh tay đấy, khoanh tay như này nhá nhá nhá. Dạ vào đi, dạ vào đi, dạ vào đi, dạ vào đi. Một tí nữa thì chú sẽ bóc cái thùng quà này sau nhá nhá nhá. Một tí nữa thì chú cho bóc sau nhá. Bây giờ thì đi tìm anh Quân đấy nhá. Anh Quân là lấy cỏ ở tận đâu đó, nó bị Quân hòn nhà tia ra tia thì napa ra đấy. Ở nhà thì tự chơi một mình này cô bác này, không bà ông với bà thì không biết là đi đâu rồi. Để đây đây nhá, xong tí bóc sau nhá. Tối nay ở eo còn bóc ở thả lớp bị Quân còn bóc ở bà này đâu, bị sáng xả lớp bị Quân lo đi đi. Đấy, vừa rồi cháu Lực bảo là đi tìm anh Quân đi, thì bé Hiếu bảo là cũng đi với cháu Lực này. Nào, không được đánh mèo nào, không được đánh mèo nhá, hư nhá. Nó có làm gì đâu mà đánh nó, hả? Phải nói tiếng Kinh cho em ấy nhiều thì em ấy sẽ là tiếp thu rất là nhanh cô bác. Như cái lứa tuổi này thì đang là lứa tuổi mà học hành đấy cô bác. Anh Quân lấy củi, lấy cỏ tận đâu, hả, có biết không? Đi đi, đi đi, đi cẩn thận nhá. Ừ. Đấy, bảo đi cẩn thận nhưng mà cũng biết nghe cô bác, nhưng mà trả lời bằng tiếng Nùng. Tí nữa cái chỗ nào mà bé mà không có đi được thì cháu Lực sẽ bế em mới đi. Bây giờ thì có thể nói là bé Hiếu cô bác là mồ côi cả người bố, cả người mẹ rồi. Ông với bà thì năm nay cũng già rồi. Theo cháu Lực nhìn cái sức khỏe của ông thì chắc cũng độ đâu đó tầm là chục năm là quay đầu rồi. Ở đây thì cháu Lực có thể là nói hơi thô một chút thôi cô bác, nhưng mà điều đấy nó là cái sự thật cô bác ạ. Nào nào, đi đi từ từ không được lấy chạy. Nào. Đâu anh Quân lấy cỏ dần đâu? Ấy hòn tia ra. Ấy hòn tia ra. Tia bài ra. Bài nách nhỉ? Đi. Đấy, chỉ biết là biết nghe thôi cô bác, nhưng mà cũng không biết nói. Buổi sáng thì bà đưa em ấy đi học cô bác. Em bé Hiếu thì là đi học ở tận trên trên này này cô bác này, đường đi vào cái đường mòn này đi này cô bác, đường bé bé tí này đi, đi lên tít cái điểm trường cái kia này cô bác, để em ấy học, để bé ấy học. Nào đi cẩn thận nhá. Không đi được thì để chú bế nhá. Nhá. Đấy. Biết nghe cô bác, biết nghe nhưng mà tiếng Kinh không biết nói. Đi đâu? Bim. Bim nào? Đấy, bảo là cháu có bim cô bác. Bé Hiếu vừa nói với cháu Lực thế. Đi cẩn thận nhá. Cái chỗ này đi không được rồi, chỗ này để chú bế nào. Ma, xịt ma, cô ôm bay ma. Cô ôm bay ma. Ma, chỗ này thì đi không có được rồi, cho nên là phải lấy bế thôi cô bác. Có thương anh Quân không? Hả? Có thương anh Quân không? Đấy. Phải khá ra, đi đường nào? Đi đường nào? Hả? Đi đường này đúng không? Nào, nào, nào.
Quân thì đi lấy cỏ ở tận dưới cái phần ruộng của nhà mình hay sao các bác ạ? Nào nhìn lên đây nào, nhìn lên đây, nhìn lên đây đấy, biết nghe nhưng mà không biết nói các bác ạ, phải hiểu ấy. Cánh đồng kia nhìn trông cứ như kiểu người ấy các bác, nhưng mà không phải. Đấy là những cái hình nộm mà được các bác ở trên này là dùng để xua đuổi chim cò hay là ra ăn. Bé Hiếu thì biết là em Quân là đang lấy cỏ đâu cô bác, cho nên là em ấy là đòi đi theo cháu Lực luôn để đi ra gặp em Quân. Tóc xứ bà hả? Tóc xứ ra? Ừ. Tóc xứ có dã hả bà Han ấy? Bà Han rồi ra? Đấy. Vừa rồi cháu Lực hỏi bà là đi học chưa? Cô giáo có nói không? Bà là không. Đi học có học, đi học có khóc không? Hả? Tóc xứ hay bà hay à? Bà hay nữa ra? Ừ. Đấy, cháu Lực vừa hỏi bà là đi học thì có khóc không? Thì cũng không bảo là, thì bảo không. Nhìn mặt này cô bác này. Cười nào, cười. Con chào, nói đi. Nói đi. Nói theo chú nhá. Ừ. Con. Nếu mà để mà một mình thì bé không ghi, không cầm máy quay thì bé nói chuyện cô bác. Để nói con chào quý ông bà thì rất là mượt rồi, nhưng mà để mà lúc mà cầm máy quay lên thì bé lại không có nói. Có thể là em ấy sẽ không có quen việc cái máy quay này cô bác. Thì thời gian tới thì em ấy sẽ quen dần hơn và sẽ được các bác sẽ được nghe những cái câu chào của bé Hiếu. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng bé Hiếu là đi tìm em Quân đã. Khúc này thì đi khó khăn quá, không có ghi hình nữa. Chú nào, con chào. Chào. Các ông, các bà. Bà. Con là Hiếu. Con tên là Hiếu. Con. Tên. Là. Hiếu. Hiếu. Có vẻ là từ Hiếu này em ấy không có biết nói cô bác. Năm nay. Nói, năm nay. Năm nay. Con. Được. 2 tuổi. Có vẻ là dạy bé thì bé mới biết nói được cô bác ạ. Vừa rồi thì cầm máy quay lên thì bé còn không có biết nói cho lắm. Và cũng sau một cái thời gian bé quen rồi thì bé mới chịu còn nói được cô bác. Anh Quân ở tận đâu? Anh Quân? Hả? Papi Quân ở đâu? Đi ở nhà từ đâu? Từ đâu? Chị mùng chi ăn từ đâu? Mùng chi ăn từ đâu? Từ đâu? Tên là Thiên Báo. Mẹ Hiếu bảo là anh Quân lấy củi ở tít trên kia kìa. Vừa rồi thì cứ nghĩ là em Quân lấy cỏ tít xuống dưới này cô bác này, nhưng mà không có phải. Em mới lại lấy củi ở trên kia. Đúng là trẻ con là không có nên tin lời đâu bác. Ở nhà thì không có ai chơi. Ở nhà thì ông ấy bà không biết là đi đâu rồi. Không có ai chơi bé Hiếu cho nên là cháu Đức sẽ đưa em ấy cùng lượt đi tìm em Quân luôn. Nào đi Hiếu, đi với anh Quân đi. Đi. Phải lọ. Quân thì đang lấy củi thật trên này cô bác này. Vừa rồi anh tưởng đi lấy cỏ không phải à? Lấy về rồi à? À thế mà vừa rồi bé Hiếu bảo là Quân đang đi, anh Quân đang đi lấy cỏ rồi. Anh chào Quân nhá. Anh chào anh. Con chào quý ông bà, con chú anh chị ạ. Ông với bà thì đi đâu rồi? Ông thì đi lấy củi rồi. Thế còn bà đi đâu? Bà thì đi lấy rau lươn ạ. Lấy rau lươn à? Lấy về thì anh thấy bé Hiếu là ở nhà chơi một mình này. Đấy thì anh mới bảo là bé Hiếu, anh Quân đâu? Thế bé Hiếu bảo là đi lấy củi. Nào, xếp củi cho anh nào. Xếp nó thẳng vào đi. Xếp không thẳng vào đấy. Đấy, hóa bên tắp vào nào. Hóa bên tắp này. Tắp này. Hóa bên tắp này, tắp này. Đấy, hóa bên tắp dưới tự hổ. Đấy, xếp thì mới thẳng này. Đấy, xếp như chú nhá. Đây, xếp như này này. Hả? Ông ý này thầy. Đấy, xếp đi.
Đấy, xếp ra kia. Đấy, hai anh em mặc dù là cùng cha khác mẹ cô bác, nhưng em Quân vẫn rất là thương bé Hiếu. Bây giờ thì ngoài em Quân ra, ngoài ông bà ra thì bé Hiếu chẳng có một người thân thiết là ai nữa. Và rất là may thì thời gian này cũng được bên xã là hỗ trợ tạo điều kiện là cho bé Hiếu để làm cái giấy khai sinh. Thì bây giờ em cũng đã được đi học rồi. Hiếu thì đi học được mấy hôm rồi Quân? 3 hôm rồi à? Đấy, vừa rồi thì anh bảo là nói thì là biết nói một chút đấy. Nào, bây giờ em thì dạy là bé Hiếu để chào ông bà em nào. Bà nói theo anh. Nè, mình mới hát nên là có. Mà con chào quý ông bà mà. Mất tán. Mất tốn hát từng câm. Nào, con hay. Chào. Con chào. Quý ông bà mà. Quý ông bà. Quý ông bà. Khoanh tay đi, dạy em khoanh tay. Con đấy. Chào. Hát lạc giọng ạ. Con chào mà. Con chào. Quý ông bà. Cô chú. Anh chị. Đấy rồi. Đấy. Ở nhà thì thường xuyên là dạy em là ai cho cái gì là phải biết xin nhá. Đấy. Bây giờ thì vác khúc gỗ hay là vác cái này về trước? Vác khúc gỗ đi trước à? Còn măng? Măng chắc tí lại về lấy. Tí lại về lấy à? Bây giờ thì em vác khúc gỗ đây đi nhá. Ôi, khúc gỗ đấy nặng không? Chỗ này thì tí phải vòng thêm một chuyến nữa nhở. Anh cầm dao đi cho nhá. Đi, về đi bé Hữu. Chỗ này thì bé Hữu có thể đi được cô bác nhỉ. Nhưng mà đi xuống ấy thì phải lấy cống bé Hữu rồi. Tiếp đây. Một đây mắc uống tí. Quỳnh. Hả? Quạt có hú. Quạt hả nó. Quân thì vừa điệu là vừa bé Hiếu đi luôn cô bác này. Bây giờ thì cháu Lực cũng đang ôm củi với lại cầm dao cho nên là không có bế được bé Hiếu, sợ một tí là bé sẽ chạm chúng. Ui, mưa to ra kia đấy Quân ạ. Vâng. Thế kìa. Bạn lấy tẩy về đẹp ấy, hả mẹ nè. Nung có hai, phải đẹp. Còn ông với bà thì cũng là già tôi cô bác là cũng hộ em Quân, là mỗi người làm một việc. Như nhà Quân thì còn một con lợn đúng không? Còn một con lợn, bà thì đi lấy được thêm một chút rau lợn nữa. Quân thì ở nhà rất là chăm chỉ làm tất cả các việc luôn cô bác. Tốt vậy mà. Bà Hữu, bà lo. Lúc này còn bà đấy. Điều vào xong không à? Củi đây vẫn còn nhiều mà Quân. Cái này là lấy về làm lấy gì đấy, thằng phay hóc giống rồi hả? Đấy, mì phay hóc giống cả nọ làm ra làm rồi ha. Ai Quân thì bảo là lấy cái cây này về này cô bác này, để ở gần cái bếp để cho nó gọi là cho nó đốt từ từ này cô bác này. Được lâu hơn. Nó được lâu hơn đúng không? À. Nhưng mà kia anh thấy là vẫn còn rất là nhiều củi đấy, em vẫn phải đi lấy củi thêm à? À, cái kia thì không được lâu bằng cây này. Cây này thì đốt nó sẽ được lâu hơn đúng không? À. Đấy, bây giờ thì đi về nhà đi. Xong một tí nữa thì đi vác cái củi cái sau nhá. Anh đi về nhà trao cái phần quà kia cho Quân. Hiếu ơi. Rất lo.
Đấy, cất dao đi này. Có cái đệm này ngủ vào thì có ấm không? Có. Có cả chăn nữa này. Em Quân thì ngủ dậy thì cũng gấp là chăn chiếu rất là cẩn thận đấy cô bác này. Bé Hiếu thì rất là nghịch nhờ. Nãy thì đi học mấy giờ về đấy bé Hiếu ấy? 10 giờ. Ê, ông thì cũng vừa là đi lấy củi về này cô bác này. Ô, ông anh mình đang sờ lốp đi chiêm bài. Đây, đang sờ lốp đi chiêm bài. Chào anh. Đấy, đây, cái bóng điện này, cái bóng điện là năng lượng mặt trời của bác thì được bác xin đi là gửi tặng cho em Quân thì cũng rất là sáng. Có thể nói là cái bóng điện này vào thì em Quân sẽ không còn sử dụng thêm là cái đèn mà xài bằng điện này cô bác. Cái bóng đèn này thì một tháng em Quân bảo trả là tầm 50.000 đấy cô bác ạ. Cái bóng đèn này thì là 30W này. Đấy, hôm nay thì cháu được lên thì lại mang thêm một cái phần quà cho em Quân với lại bà Hiếu với lại ông. Đấy, Quân thì đi lấy cho anh mượn cái dao nhá, cái kéo nhá. Bà Hiếu khoanh tay xem nào, khoanh tay nào, khoanh tay đi, khoanh tay. Khoanh tay à? Khoanh tay. Ừ, lấy hốc về nào, khoanh tay à? Ảo thường hợi, ảo thường hợi. Đấy, đấy như thế thì mới ngoan chứ. Khoanh tay nhá, bây giờ chú bóc cái phần quà này cho nhá. Đấy, cũng biết là ở trong là thùng quà này là cái thùng quà gì này cô bác này. Bây giờ thì cháu Lực sẽ bóc cái thùng quà này ra để cho bé Hiếu với lại em Quân với lại ông. Bà thì đi lấy rau lợn chưa có về. Quân thì một tí vẫn phải là đi vác thêm cái chỗ củi kia nhỉ. Bóc cái phần quà này xong thì anh em mình đi vác cái củi này sau nhá. Đây, đây là quần áo của bác này. Đây, đây là quần áo, đây là được là anh Xuân Đỉnh. Anh ở Hà Nội. Anh có gửi cho cháu Lực, anh Xuân Đỉnh, anh ở Hà Nội. Và đây là ghi là người nhận là Lý Văn Lực, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại này gửi cho cháu Quân là 14 tuổi, nuôi ông, bà già và em nhỏ. Giờ thì cháu Lực sẽ bóc ra bên trong nó là cái gì. Theo như cháu Lực nhìn thấy ở bên ngoài thì là quần áo này. Cái đây thì cũng được là bác là bọc là rất là kỹ. Đấy, túi bóng này thì để lại xem đựng được cái gì thì đựng nhá. Bé Hiếu thì khoanh tay từ nãy đến giờ đúng không bác này. Nói em ấy thì rất là nghe lời. Đây là cái gì đây? Đây là quần. À đây là cái quần lót này. Đấy. Đấy bác thì rất là chu đáo luôn. Biết là em ấy lớn rồi cho nên là gửi cho em ấy cả cái quần lót luôn. Còn đây trong này thì là quần áo. Để ra đây đã, để anh nha. Đây. Đây là quần áo đây. Chỗ này là tất quần áo rồi. Đấy em thử lấy ra đo xem nào, bộ nào là vừa cho em, bộ nào là cho ông. Cái đấy là bộ của em đúng không? Đấy, gấp gọn là xem là mấy cái bộ này thì xem có bộ nào cho ông không. Đây là quần áo, đây là chắc là dành cho bé Quân là nhiều hơn này cô bác này. Đấy, đây, đây là cái áo ba lố này để em mặc nhá. Đấy, đây cũng là cái áo ba lố này, áo này thì áo mới luôn đấy. Rất là thơm đấy nhá. Đấy, đây áo ba lố này. Ba lố này thì đêm em có thể là mặc đi ngủ nhá. Đấy, chất liệu vải thì rất là mát luôn này cô bác này. Đấy đây. Ô đây là toàn của bé Quân hết thôi. Ông thì hôm nọ cũng được là các bác gửi cho nhiều rồi. Và hôm nay thì bác có gửi cho là riêng em Quân. Quân thử là xem cái áo này thì có vừa không? Dạ,
cái này này, đấy cái đen đen này này, đấy xem nào to không. Ôi cái áo đấy thì cho ông nhá. Đấy áo đấy thì cho ông, đấy cho ông để xem nào, đem áo này nữa. Áo ba lỗ đúng không? Đấy, có mấy cái áo ba lỗ hết này cô bác này. Ôi hôm nay thì anh bé Hiếu thì hôm nọ cũng là được là các bác gửi tặng rất là nhiều rồi cô bác nhá. Quân thì nhận được cái bộ áo mới này có thích không? Có. Có à? Đi đi lấy củi sao không mặc những cái bộ quần áo mà hôm nọ mà các bác gửi lên cho? Lấy để lúc nào đi cắt cỏ. Này lúc nào đi cắt cỏ à? Đi lấy củi của bác này. Trên đôi vai của em ấy thì đã dính đất, có vẻ là dính đất rất là nhiều này. Đấy, vừa rồi thì bé Hữu chỉ anh là đi hẳn tít xuống cái kia kìa. Chắc là vừa rồi em đi lấy cỏ đúng không? Em đi lấy cỏ xong là em mới đi lấy củi. Em đi lấy củi thì em Hiếu không biết à? Em Hiếu không biết à? Em chỉ biết là em đi lấy cỏ thôi. Hôm nay thì được bác là bác Xuân Đinh, bác ở Hà Nội, bác ấy gửi quần áo mới cho em thì như này thì có thích không? Có. Hả? Có. Ôm lên bịch thế. Lấy cái hộp ấy nhỉ? Và Trấn Lực cũng thay mặt em Quân với lại ông bà là gửi một lời cảm ơn tới bác Xuân Đình, bác ở Hà Nội gửi cho em Quân bộ quần áo. Và bác thì rất chu đáo gửi luôn cả cái quần lót để cho em Quân. Bác cũng biết là em Quân lớn cho nên là mặc những cái quần này nữa. Quân thì nhận được cái phần quà này thì có thích không? Đấy, là cái tấm lòng của bác Xuân Đình, bác ở Hà Nội. Bác thấy em hôm nọ thấy có ít quần áo cho nên là bác là gửi cho em. Đây thì được bác là tận tay là bác đi lựa đấy. Tận tay bác đi lựa. Em có một em bây giờ em gửi một lời cảm ơn tới bác nhá. Làm hóa tôi xuống này. Hóa xuống ông. Con cảm ơn ông đã vì những bộ quần áo cho con ạ. Con chúc ông thật nhiều sức khỏe và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Trong thời gian qua con biết ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã luôn quan tâm con và luôn giúp đỡ con. Mà này tôi con à, con cũng lâu lắm không được mua những bộ quần áo mới. Quý ông bà, cô chú anh chị trong thời gian qua đã gửi rất nhiều món quà cho con. Hát đây. Đã gửi rất nhiều món quà cho con. Rất em món quà cho con. Em dạy em nói thì nói từng ít một thôi, đừng nói dài quá em ấy không có nói được hết, không có nói theo kịp. Đấy. Đấy khoanh tay này. Hay có vẻ là em ấy bé Hiếu rất là nghịch, rất là thích nghịch những cái thùng này này cô bác này. Khoanh tay nào. Khoanh tay sang. Khoanh tay. Bé Hiếu thì có vẻ là được đi học 2 hôm thì cái suy nghĩ của trẻ con ấy cô bác thì thay đổi cũng rất là nhiều. Cái Quân thì có vui mừng khi mà bé Hiếu là bé Hiếu được như thế này không? Có à? Bây giờ thì em phải gọi là lao động cật lực thì mới có được mấy em thì mới được đi học. Em có muốn là em bỏ học không? Không à? Em là bây giờ là mình không được đi học thì mình cố gắng là cho em để đi học đúng không? Nhà hai anh em thì mặc dù cô bác cùng cha khác mẹ rất là thương nhau này. Anh Quân thì bây giờ gửi một lời cảm ơn tới các ông bà trong thời gian qua đã giúp đỡ mình rất là nhiều nhá. Các ông bà giúp đỡ cả vật chất này, cả tinh thần này. Ở đây thì em có biết vật chất nào nó là cái gì không? Tinh thần là cái gì không? Con luôn cảm ơn tất cả quý ông bà đã gửi những món quà cho con
và con rất vui khi nhận được những món quà và tấm lòng vàng của tất cả quý ông bà, đã luôn giúp đỡ con, và con luôn chúc tất cả quý ông bà thật nhiều sức khỏe. Những gì những từ bé đến giờ thì những thịt con chưa được ăn thì quý ông bà luôn đã gửi tiền cho con và cho con đi ăn, con rất vui và con rất biết ơn tất cả quý ông bà và luôn chúc tất cả quý ông bà thật nhiều sức khỏe và con biết con cảm ơn ạ. Ở đây thì em có nhớ là những cô bác nào, những ông bà nào đã gửi tiền và gửi quà cho em không? Có à? Em Quân thì có vẻ là nhớ rất là dai này cô bác này. Cũng trong thời gian qua, hôm qua thì cũng được là bác Quang, bác ở bên Mỹ có nhờ cháu Lực là đưa em Quân đi chợ và mua thêm cho em Quân là chăn này, đệm này và màn này. Về đến nhà thì nhìn thấy em, quần áo của em được treo lên rất là gọn gàng. Bà thì đi lấy rau lợn vẫn còn chưa về nhờ. Bây giờ thì Quân lại chuẩn bị là lên trên vác cái số củi mà nãy em lấy đúng không? Để tránh là một tí mưa nữa. Đấy, em cất quần áo này đi. Ây. Đấy, ông thì cũng là vừa vừa xem cái chỗ nào, xem cái bộ nào mà vừa ông thì cho ông thêm nhé. Móc này thì hôm nọ là cháu Lực cũng mua xuống cho em Quân này có bác. Em Quân thì cũng chưa có sử dụng tới. Hôm nọ thì em có rất là ít quần áo cô bác ạ. Và trong thời gian qua thì cũng được rất là nhiều cô bác là gửi quần áo cho em Quân. Thì có thể nói là bây giờ em cũng là đủ để mặc rồi. Ao. Ao. Như cả 10 năm. Chỗ này là toàn quần áo mới hết đấy. Này là đích thân là bác là đi lựa cho em đấy. Cái áo ba lố này thì ở nhà thì mặc cho nó mát này. Bây giờ thì cũng chuẩn bị sang là mùa thu rồi đấy, mùa lạnh lạnh hơn một chút rồi đấy. Hả? Mơ mi không thử mấy à? Mơ mi bơi thử mở mấy à? Mơ phải ngoan lùm Quân nếu nhang tít lề thử mở lại lại à? Hả? Sao mơ cho thử mở ra? Đấy, vừa rồi thì cháu Lực bảo với bé Hiếu là phải ngoan, đi học phải ngoan thì mới được các ông các bà là thương gửi quần áo cho. Nào đừng có kéo thế, hỏng áo hết áo bây giờ. Ông thì cũng rất là vui mừng khi em Quân nhận được những cái phần quà, những cái bộ đồ quần áo mới để em Quân là được mặc cho mình. Hôm nọ em Quân cũng kể với cháu Lực là không nhớ là mình đã mua quần áo mới từ khi nào rồi cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã trao cái phần quà của bác Xuân Đình, bác ở Hà Nội tới cho em Quân rồi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì hai anh em sẽ lại tiếp tục là lên trên vác cái số củi còn lại của em Quân. Bên đây nửa phần long, nửa phần long tới bên đây này. Đây, cho đây bên. Nửa phần long. Vào đây. Phần long bên này. Đấy mà. Bé Hiếu thì đòi đi theo này cô bác này, nhưng mà không có vác được củi cho nên là không có đi nữa. Đấy, bên này, nửa phần long.
Cái cây này là cây hôm nọ mình chặt đúng không? Ừ. Cái thân to quá thì mang đi đâu hết rồi? Hôm trước lấy đi mủ. Mủ xong là lấy đun nước làm. Hôm trước là lấy về gọi là dùng hết rồi đúng không? Ừ. Rồi thì em đi tận đâu lấy cỏ? Đi bên kia. Đi bên kia? Ừ. Bây giờ thì gần đến mùa thu đấy, xe lạnh đấy. Bảo ông với bà là mặc ấm ấm chút nhá. Ừ. Cả em nữa thế nhá. Bé Hiếu nữa. Ôi sao mưa to ra kia rồi đấy. Hay bên kia thì mưa rất là to rồi các bác này. Nó cũng biến cái xe mà. Ngày chỗ này thì cũng rất là may là ở gần nhà em Quân, đi chắc độ tầm là hơn một cây một chút thôi. Cái chú kia thì đã đi làm chưa? Chưa. Chưa à? Sang bên kia làm chưa? Sang bên kia làm à? Bé Hiếu thì lại mò đây rồi. Cứ phải mò lên đi theo này. Đâu phải lo. Đấy. Đấy là. Đấy đây. Đó. Má. Ừ có hổ. Ừ hổ. Đấy. Đấy. Bé Hiếu thì rất là gọi là không muốn rời xa em Quân của bác ạ. Đi lấy củi thì phải đòi đi bằng được thì thôi. Em tàu viên thì có đi không? Em tàu viên thì có đi không? Đúng ạ. Đi. Quân này phải nói là một cái cậu bé mà rất là chịu khó của bác ạ. Ở nhà thì em ấy làm tất cả mọi thứ, công việc từ lấy cỏ này cho đến mà lúc mà cho đến những công việc mà em ấy phải đi ra ngoài để làm thuê cho người ta để lấy được những cái đồng tiền nào để lấy được những cái đồng tiền về để lo cho gia đình của em. Năm nay thì mới được có 14 tuổi thôi, nhưng mà trên đôi vai của em không phải là gánh những cái bó củi này mà còn là gánh thêm cả cái gánh nặng là lo cho người ông, lo cho bé Hiếu. Bây giờ thì còn là một chuyến nữa nhỉ. Đấy. Như cô bác có thể nhìn thấy này, cái ngôi nhà của em Quân ấy cô bác. Tôi cũng rất là mong trong thời gian tới sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú anh chị gửi tới cho em Quân để cho em Quân được sửa sang lại cái ngôi nhà của mình ấm cúng hơn một chút này. Như vào phần sau cái ngôi nhà của em Quân, chỗ này thì hôm nọ thì cũng đã bị sạt xuống. Ôi chú thì chưa có hót chỗ này à? Chưa. Anh nghĩ là chú mà không có đào chỗ kia nữa thì chỗ kia nó sẽ bị sạt xuống đấy. Kể cả nhà như chú nhà em cũng thế này. Cái cây sao mọc cái thì nhớ là chặt nó đi nhá. Đấy, không thì mấy nữa nó bị đổ là nó ở kia là nó đã bị phần cái dây chân của nó đã bị sạt rồi đấy. Củi này thì có rất là nhiều thì xếp nó gọn vào đấy nhá. Đấy, xếp nó gọn cho nó gọn là cái ngôi nhà của mình một chút này. Đấy, còn thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng đã lên trao cái phần quà cho em Quân và biết được thêm một cái tin rất là vui
khi bé Hiếu đã được đi học, và đi học được 3 hôm thì bé cũng thay đổi khá là nhiều, biết khoanh tay này, biết nói cảm ơn quý ông bà này. Thấy ở nhà thì kèm dạy thêm theo em nhá. Em Quân thì có vẻ là mấy hôm nay như gầy đi hay sao ấy, hay là mặc áo bó nó bị thế đấy. Hay một cái cậu bé mà rất là thấp bé thôi cô bác này. Trong thời gian qua, hôm nọ những cái bộ quần áo mà em Quân đang mặc thì hôm nọ cũng được chị là Trần Đỗ Giáng My có gửi tiền cho Lực và đưa em Quân là đi chợ nữa. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.